kính chào quý vị khán giả. Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều diện tích mai vàng ở thị xã An Nhơn, Bình Định đã bùng nở. Do thời tiết năm nay mưa nắng thất thường, nền nhiệt cao hơn mọi năm, trời chưa se lạnh nên hoa đã nở sớm. Dự báo một tuần tới nhiệt độ ở Bình Định chưa có gì đột biến, cao nhất ban ngày khoảng 26 đến 28 độ, vẫn ở mức ấm hơn mọi năm. Có 3 trên 7 ngày là mưa, chủ yếu là mưa rào nhẹ. Còn trong ngày mai, ở Quy Nhơn cũng như các thành phố Quảng Ngãi đến Phan Thiết, trời dịu mát 27 đến 30 độ. Đà Nẵng thì trời lạnh 24 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có nơi có mưa, trời rét. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 20 đến 23 độ. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai trời nắng cả ngày. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa 27 đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn từ 31 đến 33 độ. Ở Bắc Bộ đêm nay còn có mưa nhỏ, đến ngày mai trời sẽ khô ráo trở lại nhưng vẫn rét. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các thành phố là từ 15 đến 21 độ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa dự báo trời ít mưa nhưng gió Đông Bắc vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Ở huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông tiềm ẩn lốc xoáy, riêng phía Tây có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.